Ui giời, cái nhà này mà không không chơi đồ thì nó phí, mà không đánh thì nó lại càng phí. 1 triệu, một triệu 20.000. What the hỡi. Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Và như vậy, Supercell vừa cho chúng ta một loạt 1, 2, 3, 4 cái sự kiện luôn anh em ơi. 4 cái sự kiện để làm phần thưởng đấy các bạn này. Nhận búa, sách búa, công trình này, nhận về tài nguyên, này, sức mạnh với cả thuốc tướng. Vậy ngày hôm nay chúng ta hãy cùng thử thách làm cả 4 sự kiện này trong cùng một combo. Đầu tiên thì mình sẽ sử dụng cái combo là đang có của mình, đây là rồng điện. Nhưng tuy nhiên sau trận đầu tiên chúng ta sẽ đổi món sang Sneaky Goblin để đi với 30 em Goblin bình thường. Đây. Nó bắt đầu sử dụng 30 Goblin bình thường này, một Ice Golem này, một Inferno Dragon. Quá đã luôn các bạn. Nếu anh em có nhu cầu mua vé vàng thì nhanh tay đi các bạn. Đến 3 giờ chiều ngày mai là các bạn không thể nào mà mua được nữa nha. Cần thì liên hệ ngay mình book cho các bạn. Ok, let's go kiếm trận anh em ơi. Thật giàu để làm nhanh nào. Ok, làm trận mở hàng cho anh em 1 triệu hơn mỗi loại nào. Tí sao vãi cả trường không ạ? Ôi trời ơi. Nhà này có mút được khu vực nhà chính hay không? Chúng ta cùng chờ đợi trong cơn này. Ok bạn ơi, và như vậy là lực lượng của đội bạn vẫn được bố trí khá là đầy đủ. Lực lượng của đội bạn bố trí khá là đầy đủ. Chúng ta sẽ chơi thả đá đi. Thả đá tấn công nào. Ai xài. Nhiệm vụ đi vét mấy cái bên kia thì có lẽ để cho Goblin nó làm thì tốt hơn là những em mà rồng điện. Nhưng mà để cho rồng điện nó lu cái đã. Lại cái này, vâng tôi thấy spell nhưng nó có điều gì đó nó sẽ sai. Nó bắt đúng con đường điện rồi. Đi cột này lại nữa. Và thêm cái cuồng nộ không trung tâm không. Có đấy. Và hãy thêm ngoài này hay hơn. Ice Golem đi vô đi. Ice Golem đi vào đi. King Queen Royal bên này. Bút phát này thả độc dược. Vâng, quên thả được độc dược đi. Ok, Goblin vào việc đi em. Vâng, có lưu được nhà này không? Chúng ta hãy cùng chờ đợi nào. Như vậy là chúng ta có 1.000 dầu đèn ở trong cái kho đây. Đấy, những em Goblin của chúng ta đang nhông kèn lên đây rồi. King Queen cũng đã chuẩn bị đồ. Ây giời, được của nó đấy. Này thì chơi chúng tôi này. Này thì chơi chúng tôi này. Ui giời này. Dăm ba mấy cái nhà này. Vâng, để tôi 1 triệu mỗi loại. Vâng, quá uy tín cho anh em với cái combo này các bạn nhá. Ok, xin quân nào. Và đây là cái combo mà sử dụng Sneaky Goblin cũng như là làm cái sự kiện cho chúng ta. Vậy mình cứ để làm hai combo xen kẽ nhau đi nha. Ok, quá đã anh em. Và combo của mình thì thoải mái anh em áp dụng đi. Đấy, đủ luôn cả 4 sự kiện cùng một lúc nhá. Ok, tiếp đây. Ui giời, cái nhà này mà không chơi đồ thì nó phí, mà không đánh thì nó lại càng phí. 1 triệu, 1 triệu 20.000. What the hỡi. Chúng ta có xe bò luôn nha. Suy nghĩ nha, suy nghĩ nha. Ở trong đấy là khí công chiến à. Xe bò đi. Trước mắt là phải đầu tư Goblin mút chấm mút các kiểu đã anh em ạ. Tàng hình. Rồi ok, chỗ nào thả được Goblin bình thường thì cứ thả, không có sợ đâu. Vào đi. Úi trời, cái lực lượng đặc nhiệm này ăn hay phết đấy. Ok, vào. Đây có một cái mỏ vàng nữa. Ai chà chà. Bây giờ cái vấn đề của chúng ta phải làm sao để kiếm được cái đường mà đột nhập vào khu vực phía trong. Càng cầu phết đấy. Nổ. Sắp được rồi anh em. Úi giời. Chơi đồ kịp không ta? Kịp. Úi giời ơi. Cái này để
Úi giời, nó lại phối hợp quá ní luôn bạn ơi. Đâu rồi này, pha này mới căng này. Pha này tớ sẽ chơi Yo King Queen luôn. Em Royal thì sẽ phá bên này đi. Úi giời, như vậy lực lượng đã nhộng kèn ở đây rồi. Hồi máu có khu vực này, vâng, để cái nhảy luôn và thả độc dược ở đây. Chúng ta đừng quên là vẫn còn 36 em nữa. Và 36 em này sẽ cố gắng làm nên thành tích đấy. 36 em này sẽ cố gắng làm nên thành tích. Nào anh em ơi, lên đồ, chúng ta phải giành được chiến thắng trong kèo này đấy. Anh em ơi, anh em à, ôi chết bà rồi. What the hell? Nhà này thế mà hoảng à? Đùa chứ. Không giành được chiến thắng thì nó đâu có tính phải không các bạn? Oh no, nhà 1 triệu mà lại để toang mất rồi. 44% đi rồi ở bên kia. Hóa ra lại sai nhỉ. Để cho baby nó cắt thì hợp lý hơn. Vâng anh em ơi. Ăn được nhiều tài nguyên nhưng mà hình như nhiệm vụ nó không thành. Vâng, nó không tính lần này mà phải win mà. Bắt buộc anh em phải win mà. Ôi giời ơi, đau đầu thật đấy. Ok, 1 triệu tiếp các bạn. 1 triệu tiếp với nhà này. Bây giờ tấn công từ đâu để xem thổi gió nào. Ủa sao cái thổi gió nhà này? Ai chả vâng, nó nằm ở trên kia rồi. Nằm ở trên kia phải không? Ok bạn ơi, mày bên nhau bạn nhá. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Chuyện gì nó cũng có đến nơi thôi. Yeah. Queen luôn luôn vào đi em. Chắc chắn anh sẽ điều xe bò đi rồi. Cuồng nộ khu vực này, thêm một mình cuồng nộ nữa. Và ôi rồi, thằng King bị Inferno một tia đốt nhưng mà chạy. Chạy rất nhanh. Vâng, thanh niên tổ lái cực kỳ nhanh. Đang băng lại. Rồi, rồng của ta. Em ơi, cho nó biết thế nào là rồng điện cấp 4 đi. Vâng, anh đã sử dụng thuộc sức mạnh cho em rồi. Lên đồ em ơi, bịt cái e nữa nào. Hay quá, hay quá. Một chuyện vẫn đang ổn áp nhá. Một chuyện vẫn đang ổn nào. Vâng, cố gắng bụng cái e bên này đi. Bịt lại. Đúng rồi, hay thế nhở. Vâng, Goblin của chúng ta phát huy tác dụng đi nào, 30 em cơ mà. Vào giao bánh luôn. Ây, độc dược thả cho thằng King. Ây giời, vâng, vừa làm nhiệm vụ vừa hoàn thành chỉ tiêu này các bạn. Ây giời, em xịt luôn. Bày có cả cúp luôn cho anh em nha. Uy tín luôn, uy tín luôn. Rồi bộ ba bất hảo của chúng ta đã xuất trận rồi đấy. Ấy, King 46 với chúng tôi này. Không thấy tớ đang thay trời hành đạo à? Ui, ngon luôn. Được quá các bạn ơi. Đừng tiếc gì được like, share, chia sẻ cho Akari Gaming các bạn nhá. Và đây sẽ là combo cho anh em thoải mái sử dụng để hoàn thiện cái trò chơi hội của anh em. À lộn, bằng sự kiện của anh em. À đấy, nhắc đến trò chơi hội thì bạn nào mà chưa nhận mấy cái điểm trò chơi hội này thì nhanh tay mà nhận đi nhá. Không chốc nữa mà quên, vài hôm nữa quên không có mà nhận thì lúc đấy thì không khác một đầu. Ok, xin phát rồi làm chân nữa nào. Anh em có nhu cầu mua vé vàng, đặc biệt là những gói gem hay ưu đãi, nhanh tay liên hệ mình. Vé vàng chỉ còn 23 giờ nữa thôi là các bạn không mua được đồ nữa nha. Vâng, đối với những nhà mà tài nguyên nó dựng hết cả ra ngoài như thế này thì anh em cứ goblin thôi. Vâng, phải thật sự là tiết kiệm mà. Vâng, anh em phải lưu ý, nhưng nhớ là phải hết sức tiết kiệm mà. Nó ui giời, thông rồi em ơi. Thông rồi, thông rồi. Vâng, mấy cái chỗ ngoài này đầu tư được thì vâng, cứ để mấy cái thằng gốc nhìn bình thường này nó ăn. 30 thằng nó mút được ấy. Đấy. Rồi, các bạn có thấy là mình đã vừa mở pha thông lỗ chưa? Rồi, sneaky gốc nhìn làm đi em. Làm ở đây chúng ta có nhiệm vụ, vâng, lỡ ngỡ vớ được phi trường này. Ăn luôn được cả khu vực nhà chính thì đẹp. Nó phải chờ xem pha này nó đi đâu đã. Đấy, nó vào cái mình sẽ sử dụng cái cuồng nộ cho đốt cho nhanh. Ok, nhà chính em ơi.
Không kịp đúng không? Không kịp thì để anh điều thêm vài em nữa. Ngọt lắm. Tuyệt vời, tuyệt vời. Như vậy là khá là uy tín đến từ tổ đội Sneaky Goblin của chúng ta. Đâu rồi, làm xong nhà chính thì anh em cứ yên tâm đi ăn chỗ khác thôi. Úi xời. Đấy, còn cái kho đấy thì không sao đâu. Đưa thằng này vào và xách hai ông bọn nhanh, tranh thủ. Oh man, đục đi các em. Vâng, anh đã chừa chỗ ra đấy rồi. Rồi, được được, không lo không lo. Cái thằng này vẫn đáng nó ức rồi, lộn rồi. Vâng, tớ thả con Inferno Dragon cơ mà. Rồi không sao, bồi cao sẽ khỏi và tất cả anh em King Queen các kiểu sẽ vào từ hướng này luôn. Royal Royal vào cho anh. Đánh bên kia để nâng cao thể lệ cuộc thi đấu thôi. King Queen vào đây đây. Vâng, có cái chỗ nhảy ở đây này. Mình để cho nó vào ăn cái kho đen nữa. Rồi, úi dồi, gồng lên, gồng lên, gồng lên. Bịt cái thổi gió Royal này. Vâng, cuồng nộ có luôn trong kèo này này. Úi dồi, đồ chơi thiếu gì. Mình cứ bịt lại. Đấy. Như vậy chúng ta còn 24 con nữa. Dồn ở đây. Em Queen còn chưa hoạt động hết cơ đấy. Thông lỗ rồi, thông lỗ rồi. Gồng Queen luôn nào. Ăn đại bàng này và chúng ta sẽ triển khai để mút hết. Mút sạch trơn, đúng rồi, hết đen và hết vàng. Yeah. À vâng, thiếu mất một cái mỏ đây nữa, 2000 mấy. Hoàn thành chỉ tiêu xuất sắc nhiệm vụ các bạn. Vừa cướp được nhà, vừa cướp được hoàn thành tài nguyên các kiểu, rồi lại còn làm được cả uy tín sự kiện như thế này cơ mà, tội gì không áp dụng. Đây là hai combo cực kỳ ngon cho anh em nhá. Ok, nếu thấy thích thì để lại nút like, share, đăng ký kênh Akari Gaming ủng hộ mình các bạn ơi.